Con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Dạ đầu video thì cho phép gửi lời chúc tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình thì có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, ấm no, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha cả nhà. Dạ thì cả nha, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, những nơi có giông ma, giông quỷ đang trú ngụ tu luyện ở cõi ta bà này cả nhà. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại cái khu nghĩa địa. Khu này thì con cũng đến đây cũng rất là nhiều lần, cũng đã giúp đỡ được khá là nhiều vong linh. Cho nên thì con muốn đến đây, tại vì cả nhà cũng biết rồi, khu nghĩa địa là cái nguồn âm khí rất là cao, rất thích hợp cho những vong linh về đây trú ngụ. Cho nên là con muốn đến đây để mà tìm kiếm những vong hồn, những vong linh có duyên với mình, để trước mình sẽ cúng kiến cho họ dùng. Sau đó mình sẽ gửi họ đi về chùa, về núi để cho họ có thể tu hiền, tu lành để sớm gặp phải những kiếp luân hồi, làm kiếp còn mới nha cả nhà. Thì bây giờ cũng không làm mất nhiều thời gian của cả nhà nữa, thì bây giờ con kính mời cái mình cũng con sẽ đến khu nghĩa địa này mình khám phá. Thì con thì cả nhà biết rồi, con hay là luồn lách tới nơi con mới quay, chứ con không đi ở ngoài từ ngoài vô nha cả nhà. Thế nên thì con muốn đến đây nè, mình khám phá này. Nhiều khi đến đây mình gặp phong của mình cúng luôn nhanh nha. Nhiều khi ra ngoài rồi vô cái lâu lắm, không thấy phong ta. Lại đến đây, đến đây nãy giờ không thấy luôn. Thôi mình đi ra vòng vòng chỗ khác mình kiếm nha cả nhà. Thấy nhớ chỉ coi nha cả nhà. Trời này quá rộng, nhiều khi mình nhìn không thấy luôn. Để đi dài dài qua đây coi sao nha cả nhà. Ê da, mình làm đạp như ta. Kìa cái nhà ấy, kìa cái nhà, phóng tay này, kìa kìa, phóng kìa, phóng kìa. Để mình vô bển nha cái nhà. Ô, có vòng, có vòng. Ê da, thấy vòng rồi nha cái nhà. Ủa? 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 Kẻ này cũng đứng ở đây mà cả nhà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chú xin chào vong nha. Tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ, cũng kiến cho vong dùng thôi. Thương quý vị xấu nha. Kìa, có đảo ở đây không ta? Tiếng qua đây coi nha, không thấy luôn á. À, thấy ổ gà đứng đây mà ta, lâu quá mà không quay lại đây gặp ông rồi cả nhà. Ê, quá trời cỏ rồi. Dạ thì tôi đến đây chỉ là muốn trước đó là cúng kiến cho vong dùng, sau đó tôi muốn gửi vong đi về chùa, về núi để tu hành học đạo thôi, chứ tôi không có gì xấu nha. Mong rằng vong có thể hoan hỷ ha.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kỳ trời. Kỳ cả nhà. Vậy sao ta? Thôi giờ chắc mình cúng cho bông dùng đi cả nhà. Chứ giờ kiếm hoài biết bông đâu mà kiếm. Chỗ này thì mình đã đến đây giúp đỡ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái nhà cũng biết rồi, nhiều khi những bông này chưa đủ duyên mình lúc trước, lúc này đủ duyên rồi cả nhà. Đây thì bây giờ để con sắp xếp con cúng cho bông dùng nha cả nhà. Khổ thiệt, gặp đề nói chuyện cái cho dễ dàng không chịu. Vậy rồi cả nhà, thì chắc con xin phép cả nhà mình dạy Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cho tôi xin phép là vong là tôi sẽ cúng kiến cho vong dùng nha. Chứ vong được no lòng ấm dạ rồi tôi sẽ gửi vong đi về chùa ha. Thật sự tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho vong, chứ vong có thể được sớm được đi đầu thai chuyển kiếp thôi, chứ tôi không có gì xấu nha. Được rồi nha. Thì mình sẽ tranh thủ mình cúng luôn nha cả nhà. Mình cúng đi. Cái này khỏi, cái này cũng được, cái này sạch. Dạ Mô Phật. Thì không có bình tĩnh nha, không đừng có hoảng sợ ha. Gió đàn cỏ xào giật mình cả nha. Để nước phong, tại vì khu nguyên địa này các bạn không biết rồi, lúc trước con cũng gặp phong dữ cho nên lúc này con cũng hơi ngán là vậy đấy. Để con xíu nha cả nhà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa chế nước nữa. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Địa Cục Thổ đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ công linh đang lang thang đói khát trên cột cầu của ngài các ông. Thì con mong rằng các ngài các ông cảm ứng chứng minh lòng thành của con, những chúng mình đang trú ngụ ở đây được ra hưởng những phần lễ mà con mong tới. Trời ấm lòng nói dạ hăng, đỡ lạnh hăng. Dạ Nam Mô Phật. Chế miếng nước nữa cả nhà. Chế nước cho bông dùng rồi. Quên chế nước.
Dạ rồi cả nhà, thì con xin phép là rời các bạn thức nha cả nhà.
bốc đi cả nhà. Dạ. Dạ mô Phật, mô Phật. Bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Anh là ai mà anh kêu tôi bình tĩnh vậy? Dạ. Tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho Phong. Không có gì xấu nha. Cái này là của anh hả? Dạ đúng rồi. Những phần lễ này tôi cúng cho Phong á. Không phải riêng Phong, tất cả các phong linh ở trong khu nghĩa địa này. Phong hãy bình tĩnh nha, tôi nói chuyện với Phong xíu được không? Vậy mà tôi tưởng đâu của người ta vô đây, người ta cúng xong rồi người ta bỏ đi chứ. Yeah. Tôi lang thang lòng vòng ở đây, tôi đi kiếm đồ ăn. Rồi tôi thấy cái mâm cúng này á, tôi tưởng đâu là người ta đi rồi, tôi mới nhảy vô tôi ăn nè. Ai ngờ đâu là cái này của anh. Dạ mô Phật, dạ cái này là của em. Em muốn đến đây cúng cho các phong linh ở trong khu nghĩa địa này được dùng lễ thôi, chứ không có gì xấu, em thật lòng luôn á. Tôi lỡ dùng cái mâm này của anh rồi, ngon quá ngon. Coi có gì anh đừng có la tôi, đừng có bắt hay là làm gì tôi nha. Anh nói gì tôi cũng chịu hết. Dạ, không có. Thật sự là em đến đây là em mang cho mình một tấm lòng là muốn giúp đỡ cho các ông linh ở trong khu nghĩa địa này thôi. Trước là được ấm im, được no đủ. Sau đó em muốn gửi đi về chùa để cho vong được tu hành học đạo thôi. Chứ em không có đến đây em cúng xong em la bớ mắng vong đâu. Anh cứ yên tâm. Trời ơi, anh được gửi tôi đi về chùa để mà có chỗ tu hành học đạo luôn hả? Dạ. Sao mà hay vậy? Sao anh gửi được hay vậy? Dạ thì nói chung là em đi đến đây thì em đã xin được cái xác lệnh của bề trên rồi. Thì bề trên cũng đã gia hộ, cũng đã cho phép là em được gửi vong về chùa để cho vong tu hành học đạo. Đó, cho nên em cũng có được một ít linh lực để mà như là trợ giúp vong để đưa vong đi á. Trời ơi, nhiều quá. Mà được anh gửi có chỗ ở, rồi có hả được tu hành học đạo nữa, khỏi lang thang vất vưởng ở cõi tàu bà này á, mùa gió đôi khác lạnh lẽo nữa. Tôi nghe anh nói sao tôi phái quá vậy. Dạ phái không? Phái á, tôi phái thiệt luôn á. Nếu phái rồi thì nếu vậy thì anh có thể tin tưởng em hơn được không? Tin tưởng rồi thì tại lúc nãy á, tôi tính chuồn biến mất rồi. Tự nhiên tôi nghe anh nói gửi về chùa có chỗ trú ngụ nữa, sao tôi nghe tôi mừng quá, tôi không muốn biến mất luôn á. Dạ. Có gì anh coi anh giúp đỡ giùm tôi đi. Dạ rồi, thì nếu vậy thì anh có thể cho em biết cái tên của anh không? Tôi tên Lực. Anh Lực. Dạ, anh đã trú, biết là trú ngụ lâu chưa? Tôi ghé đây cũng lâu rồi. Ghé lâu rồi hả? Đúng vậy. Rồi anh có thể cho em biết là lúc trước anh mất bao nhiêu tuổi không? Lúc trước tôi mất 36 tuổi. 36 tuổi. Vậy theo em đoán chắc 36 tuổi anh cũng đã có vợ con rồi đúng không? Đúng rồi, lúc đó tôi cưới vợ rồi. Mới được có một năm mấy à. Ồ. Tôi cũng chưa có con. À, tại 36 tuổi mới có vợ được năm mấy thôi. Đúng vậy. Rồi ngày xưa là vợ chồng anh sống ở đâu? Tỉnh Cần Thơ á. Cần Thơ. Wow, tức là cũng xa tay dữ à. Rồi anh có thể cho em biết là anh đã lang thang của bà bao nhiêu năm rồi không? 9 năm rồi. 9 năm rồi hả? Đúng vậy. Dạ. Vậy thôi thì bây giờ anh nói anh thế này đi. Thì em cũng không biết rằng á là cái nguyên nhân gì mà anh phải lang thang cõi ta bà 9 năm. Nhưng thực sự là em muốn biết là cái nguyên nhân mà anh mất để em có thể tìm cách em giúp đỡ cho anh được không? Để có thể là gỡ được cái rút mắt cho anh, rồi em sẽ đưa anh đi về chùa để cho anh tu hành đạo. Thì anh có thể mở rộng tâm lòng để mà kể cho em nghe được không? Được. Thì lúc trước á là ba với mẹ tôi là cưới nhau sinh ra được có mình tôi à. Rồi là mẹ tôi mới mất sớm, là mất lúc tôi được 20 tuổi á. Do tệ do mẹ tôi làm ở bên ngoài quá, rồi bà ăn uống thất thường á. Rồi tới lúc bà đổ bệnh ra rồi bà suy sụp bà mất luôn. Từ lúc bà mất xong rồi còn có hai cha con nương tựa lẫn nhau à. Thì
mẹ tôi mất hình như tôi nhớ là cỡ khoảng 4 năm á, 4 năm, 5 năm gì á. Dạ. Rồi ba tôi á mới đi làm ở bên ngoài thì ông cũng biết đi đây đi đó mà, thì cũng quen người này người kia. Ừ. Rồi ba tôi nói á, cũng có quen cái một bà thím ở bên ngoài á, là bà cũng là không có con nhưng mà bà thôi chồng rồi. Thì ba tôi nói thấy bà cũng hiền lành dễ thương á, rồi ba tôi nói định bước thêm một bước nữa để sau này về già có hữu hỷ cho đỡ buồn á. Ừ. Rồi ba tôi mới hỏi tôi ý kiến tôi sao. Tôi mới nói thì do mẹ không may mất sớm thì ba muốn bước bước nữa thì bước, nhưng mà miễn sao á ba chọn người chứng chắn đàng hoàng thích hợp với biết thương yêu qua là được rồi. Yeah. Chứ còn về mà cự cãi hay là không có vui vẻ với nhau thì tôi không có thích. Tôi nói với ba tôi trước vậy á. Dạ. Ba tôi nói cô này cũng hiền. Thì nói xong rồi thì ba tôi quyết định là mấy ngày sau là dắt về ra mắt là làm tuyên bố với cô ấy luôn. Ồ. Rồi dắt cổ về ở chung với gia đình tôi á. Thì về tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi thấy tôi cũng ngại ngại á. Thì do tiếp xúc từ từ rồi làm quen thì thấy cô ta cũng hiền, cũng thương yêu chăm sóc cho cha con tôi đầy đủ lắm. Ờ. Cơm nước này coi như là toàn bộ là đâu đó đàn bàn thấy hả, thích cô ấy là dữ lắm. Wow. Rồi vậy ra là cũng cô ta cũng cũng tốt mà đúng không? Đúng vậy, thì tôi thấy thật sự rất là tốt quá, như vậy là tôi cũng yên tâm rồi. Ừ. Thì về sống chung được một thời gian rồi cô ấy mới nói tôi cũng lớn tuổi rồi, con làm bên ngoài coi có quen ai không ấy thì được thì nói ba đi rồi gì cưới vợ cho con. Dạ. Yeah. Thì tôi thấy tuổi tôi cũng lớn chững chạc rồi, tôi cũng có quen cô bạn ở bên ngoài đó, xong rồi thì nói chuyện với nhau thì chúng tôi cưới về sống chung với nhau á. Ừ. Thì về thì tôi thấy ba tôi cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ba tôi thì ổng hay đi làm việc ở bên ngoài lắm. Tôi mới nói thôi ba giảm làm việc lại đi, ở nhà với dì đi cơm nước vòng vòng ở nhà được rồi, để con với vợ con bươn chải làm ở bên ngoài á, để lo cho ba với dì cuộc sống về sau này cho. Dạ. Yeah. Thì xong rồi ba tôi cũng nói thì ba cũng sẽ làm nhưng mà làm ít lợi. Thì từ đó xong hai vợ chồng tôi đi làm ở bên ngoài, thì làm về có tiền thì tôi cũng cho dì với cho ba tôi nữa. Wow. Rồi ăn uống thì tụi tôi cũng lo đầy đủ, vợ chồng tôi chỉ bỏ ống một chút ít để sau này có con mình có thể lo cho con á. Vậy tính ra là anh cũng có hiếu rồi đó. Thì thật sự tôi cũng rất là thương ba tôi. Ừ. Thì được một thời gian là cô về giấy về sống được cũng mấy năm á, xong do tôi làm rồi vợ tôi làm cho tiền cô ấy á. Ừ. Và cổ dành dụm cũng có được một số vốn đi. Rồi tôi không biết là có ai rủ ren hay không. Rồi vì mấy hả xa vào cái nghề là đánh cờ bạc á. Trời. Không biết đánh với mấy bà bạn ở đâu đó người ta rủ ren đi á. Rồi bà chơi tiền bạc thua hết trơn luôn. Wow. Đâu có dám nói ba tôi đâu, mà tôi thấy vậy á tôi cũng không có dám nói cho ba tôi biết luôn. Rồi tôi mới phiên gì á thôi bỏ đi, cái nghề này á không có ăn người ta nổi đâu gì ơi. Con cho tiền gì á với vợ con cho đó gì để dành dụm, gì muốn mua sắm cái gì thì mua đi chứ đừng có chơi mấy nghề đó. Dạ. Xong cái bà nói á gì lỡ gì chơi gì thu hết tiền rồi, với gì thiếu người ta cũng một số nợ bên ngoài á, rồi á gì ấy mới xin tôi với vợ tôi coi có cách nào giúp đỡ để mà trả hết á. À. Gì hứa gì sẽ bỏ không chơi nữa. Wow. Thì tôi thấy dì cũng năn nỉ với dì cũng thương tôi từ lúc mà mới về đó. Tôi mới nói với vợ tôi thôi ấy đưa cho dì một số tiền đi để giải quyết ba cái nợ nần cho người ta hết đi. Để thôi cờ bạc mà anh cũng biết rồi. Ừ. Thiếu mà không trả rồi nó thuê giang hồ tới rồi nó quậy phá nhà của mình nữa. Rồi tiếng tăm rồi làm ăn không có được nữa. Yeah. Thì xong đưa tiền cho dì.
vì trả xong xuôi hết rồi là mọi chuyện im á, thì từ lúc đó tôi thấy dì cũng ở nhà, ít có đi ra ngoài lắm, được khoảng một tháng mấy à. Bắt đầu bà dở chứng bà đi ra bên ngoài bà chơi lại nữa. Đâu? Bà chơi lại nữa rồi á, cũng thiếu nợ người ta nữa. Wow. Rồi về á, xin tôi với vợ tôi nữa. Tôi với vợ tôi lần này thì cương quyết là không có cho. Nếu mà cho gì nữa là vì ý y á, vợ chồng tôi cho tiền hoài thì cứ không có bỏ được cái tánh xấu đó, rồi cứ chơi hoài nợ nần á. Tôi thấy vậy tôi không có cho luôn, tôi bỏ. Rồi á, vợ tôi cũng không có cho. Rồi á, dì nói nếu mà không cho chắc hả bọn chúng tới hả nó kiếm gì, nó đánh gì này kia. Năn nỉ ỉ thôi, tôi nói đã một lần rồi, dì tái phạm thì bây giờ dì thử kiếm tiền dì trả đi. Yeah. Con không có cho nữa đâu. Yeah. Bà nói tôi thiệt tình đến như vậy hay sao. Thì thật sự tôi cũng muốn cứng rắn để cho dì ấy bỏ luôn cái tật xấu đó. Xong rồi á, cái hôm bữa đó là tôi nghĩ chắc cái bọn nợ đó hẹn dì ấy đó là chắc phải giải quyết cái số tiền nó gấp hay gì á. Dì cũng xin hoài à, tôi không có cho. Rồi xong hôm bữa ba tôi mới đi ra bên ngoài đi công chuyện á. Còn vợ tôi á thì mới về bên á, nhà của bà và vợ để thăm bà và vợ. Lâu rồi vợ tôi không có về bánh chơi. Rồi cái tôi ở nhà với dì á, do dì thiếu nợ rồi bà đâu có tinh thần nấu ăn này kia đâu. Thì tôi thấy vậy á, tôi mới làm cơm nước để cho dì với ba tôi đi công chuyện xíu về ăn á. Trời, đánh đang vậy hả? Thì bảo vậy tôi cũng phải ráng cố gắng làm chứ sao. Thì trong lúc tôi làm đồ ăn á, dì cũng không có phụ, mà cứ năn nỉ tôi hoài cho tiền dì á. Tôi đã cương quyết rồi, tôi nói không cho là không cho á. Rồi xong á, thì một lúc sau tôi vừa làm đồ ăn gần xong đi, tự nhiên ba tôi á đi công chuyện về tối á, tôi mở cửa á, dì cái mới nghe đi. Rồi á, xong cái tự nhiên á, dì nói á, nếu mà con á không cho tiền dì á, trả hết cái số nợ cho bọn cờ bạc đó thì á, con đừng có trách dì nghe. Hả? Tự nhiên hỏi vậy, cái tôi hỏi rồi dì làm gì. Xong á, cái dì á vừa nói xong, dì tự nhiên cởi đồ của dì ra. Trời. Cởi áo, rồi dì cởi quần ra, rồi á, cái á, dì bay vô, dì ôm tôi cứng đời đó. Rồi dì la lên, nói anh ơi, vô coi con trai của anh nè, anh với vợ nó đi rồi, nó ở nhà hả, nó giở trò với em nè, anh vô đây anh coi. Thì vừa la lên ba tôi mới tông cửa vô thấy đi, mấy ba tôi mới chửi, cái thằng súc sinh, mày làm cái gì kỳ đời vậy. Thì vừa nói quan mà. Thì đúng rồi, tôi chưa kịp giải thích với ba tôi nữa. Thì ở nhà tôi cũng có cái cây đó. Bà tôi mới thấy vậy chắc ông nóng quá, ông mới lấy cây ông quánh vô trong cho tôi một cây đi. Rồi á, tôi mới té xuống. Tôi mới té xuống xong á, tôi định đứng dậy, tôi tính giải thích với bà tôi để cho bà tôi hiểu á. Rồi á, dì ngoài dì chăm vô, dì nói á, anh vừa đi xong nó nhà, nó đòi cưỡng bức em hả, nó lột đồ em ra như vậy nè, em năn nỉ nó ỉ ôi mà nó không, nó muốn gì á, nó lột đồ em vậy nè, anh thấy coi được không. Thì dì vừa chăm thêm mấy câu nữa, rồi vô ba tôi thấy trơ trơ vậy đó. Rồi ổng cũng tức giận đi, ổng mới cầm cây á, ổng đánh cho tôi thêm vài cây nữa đó. Rồi á, tôi té xuống sàn nhà tôi mất luôn á. Bảo vậy từ lúc mất tôi thật sự tôi rất là buồn luôn á, tôi nghĩ tôi mất rất là oan ức luôn á. Tôi không biết chuyện gì luôn á, mà tôi chưa kịp giải thích với ba tôi nữa thì ba tôi lại nở lòng ra tay với tôi mà không cho tôi lời giải thích á. Thì thật sự nghe câu chuyện của anh kể thì thật sự có thể là do bị oan ức á cho nên mới lang thang của thằng bà này. Trời ơi, tự nhiên đó là đáng lẽ là do người gì của anh luôn mà tự nhiên ba anh lại hồ đồ, ba anh không suy nghĩ rồi chưa gì hết là nghe nóng giận cái là ba anh làm cái chuyện như vậy. Ui, nhưng mà thôi thì bây giờ thật sự không biết phải nói anh thế nào, nhưng mà em thì sự em nói thẳng thắn lắm, em thì đến đây thì cũng đã xin được xác lệnh của bề trên rồi, chủ yếu là muốn giúp đỡ cho các vong linh đang lang thang cõi ta bà này để được đưa về chùa núi tu hành nhập đạo thôi, chứ em cũng không có gì xấu nó, tại vì
Anh thấy rồi, lang cổ tà bà này lang thang đói khát lạnh lẽo, không có gì được ấm được im trơn. Rồi đói khát, rồi nhiều khi gặp ma quỷ quấn nữa. Nó còn về phần của em á, thì nếu anh chấp nhận để em đưa anh đi về chùa á, thì về đó anh sẽ được ấm im nè, được quý sư thầy cúng kiến mỗi ngày nè, rồi được bề trên cho nghe kinh niệm Phật đọc chú nè, để mình giảm bớt cái oán hận của mình, giảm bớt cái nghiệp của mình. Nó để mình kiếp sau mình đầu thai chỉ kiếp luân hồi để làm kiếp mới thôi. Nó nếu mà anh chấp nhận em đưa anh về thì có thể 1 năm 2 năm gì đó, hay là vài tháng, do là có độ giác ngộ của anh cao hay thấp, nó thì anh sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Còn nếu mà anh ở đây thì có thể là 5 năm 10 năm 2 năm 3 năm, chứ mà tùy theo cơ duyên của mình. Mới nhiều khi sau này cái về trên rước đi chuyển kiếp mà chưa chắc chỉ kiếp được thai làm người nữa, có thể là làm động vật thực vật này kia nữa. Nó thì hy vọng rằng anh có thể hoan hỷ chấp nhận để em đưa anh đi chùa ha, vậy đó để mình sớm được đầu thai. Chứ ở đây quỷ dữ nhiều lắm, còn về chùa thì mình sẽ được các ngài bảo vệ, ấm im lắm, mình được chỗ trú ngụ nữa. Thấy sao? Thì do tôi mất chứ cũng hoang ức lắm, cho nên tôi buồn quá quá, tôi mới lang thang dắt dưỡng ở cõi tàu bà này á, không có được hưởng hương khói của gia đình tôi á. Thì thôi ngày hôm nay á, anh nói như vậy rồi thì tôi xin nghe lời và nhờ anh đưa cho tôi đi về chùa đi, về thỉnh cho tôi có chỗ ở rồi được tu hành học đạo đọc kinh niệm Phật để sớm được chuyển kiếp đầu thai á. Như vậy là tôi nghe tôi mừng dữ lắm rồi, anh có thể giúp đỡ giùm tôi đưa tôi đi nha. Dạ rồi, thì nếu bây giờ anh muốn đi thì em sẽ đưa anh đi luôn ha. Thì thật sự anh về đó cố gắng nghe lời các sư thầy thì tự anh sẽ được dẫn giảm bất nghiệp oán hận của mình, rồi từ từ mình được có thai những kiếp thôi nha. Rồi tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ những lời anh chỉ dạy. Vậy vậy thì giờ anh chấp tay lại niệm sách chữ Nam Mô A Di Phật đi, làm sao trợ lực và mỗi luồng sáng đưa anh đi về tới cổng chùa. Vì đó anh trình diện 2 ngày học pháp thì anh sẽ được vào trong thôi nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ê da. Vậy được cả nhà. Thì ngày hôm nay thì cả nhà cũng thấy rồi, con của lính cùng một khuôn media thì cũng đã giúp đỡ được một linh của anh trai cả nhà. Thì cả nhà mình cũng nghe câu chuyện của anh rồi, thì sự anh cũng rất là bị hoan ức cho nên mới lang thang coi tà bà này. Dạ thì cuối cùng thì con cũng đã giải thích, cũng đã khuyên anh, thì anh cũng đã chấp nhận để gửi anh về chùa. Thì hy vọng rằng anh về đó cố gắng tu hành được tốt để sớm được phải chuyển kiếp luân hồi để làm kiếp người mới nha cả nhà. Dạ thì có lẽ con cũng tạm dừng cái video đây để con dọn dẹp các bạn thức để đi về. Thì con cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình thì có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, ấm no, hạnh phúc. Dạ xin chào và hẹn gặp lại mình ở những clip tiếp theo.